Theo Thái Công, một sản phẩm hoàn hảo phải đạt được 3 yếu tố. Thái Công cũng gọi là sự hoàn hảo 300%. Thí dụ như cái ly này đạt được 3 yếu tố. Đầu tiên, vật liệu. Điều thứ hai, gia công. Và điều thứ ba, thiết kế. Nó không chỉ hoàn hảo sử dụng đúng và nó còn phải vượt thời gian. Như cái phô này đây, sự ấn tượng đầu tiên cho Thái Công thấy là có khả năng gặp mơ được. Wow, vật liệu phải the best of the best. Và khi chúng ta rờ vô, chúng ta mới cảm nhận được cái chất lượng nó ra sao. Vậy khi Thái Công cầm cái chiếc điện thoại này lên, mới cảm nhận được cái sự hoàn hảo và đầm tay của một sản phẩm này. Ốp lưng với chất liệu đặc biệt. Chỉ 1.000 chủ nhân đầu tiên mới được sở hữu thẻ Galaxy Z Elite và chiếc hộp đặc biệt này. Chỉ có sự đam mê mới làm ra được một sản phẩm hoàn hảo đến từng chi tiết, từ bản lề đến màu đồng ánh kim. Tóm lại, muốn sản xuất ra một sản phẩm hoàn hảo phải đạt được 3 yếu tố: vật liệu, gia công và thiết kế.